Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Hai tàu chiến Đức đi qua eo biển Đài Loan bất chấp cảnh báo của Trung Quốc. Ngày 13 tháng 9, nhà báo Hiếu Bá Linh tổng hợp cho biết về thông tin trên. Theo đó, cũng trong ngày 13 tháng 9, mặc dù Bắc Kinh trước đó đã cảnh cáo, nhưng hai tàu chiến của Hải quân Đức, tàu khu trục baden württemberg và tàu tiếp tế Phan Phục Amai vẫn đi qua eo biển Đài Loan trên hành trình từ cảng Incheon ở Hàn Quốc đến thủ đô Manila của Philippines. Động thái này có thể gây ra căng thẳng ngoại giao giữa Đức và Trung Quốc. Theo luật pháp quốc tế, eo biển Đài Loan không phải là vùng nội thủy của Trung Quốc, cho nên tàu thuyền được tự do di chuyển qua đây. Tuy nhiên, chính phủ Trung Quốc không chỉ tuyên bố đảo Đài Loan là lãnh thổ của mình, mà còn tự cho mình quyền cấm tàu chiến nước ngoài đi qua eo biển này. Và đây là hình hai tàu chiến của Hải quân Đức, tàu khu trục Baden-Württemberg và tàu tiếp tế Frankfurt Am Main hồi tháng 5, khi hai tàu chiến Đức sắp rời bến cảng Đức, thực hiện chuyến đi Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, Trung Quốc đã lên tiếng cảnh cáo không nên đi qua eo biển Đài Loan. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lin Chian nói rằng, Trung Quốc luôn tôn trọng quyền tự do hàng hải, nhưng kiên quyết phản đối bất kỳ quốc gia nào nhân danh tự do hàng hải để khiêu khích Trung Quốc và đe dọa chủ quyền của nước này. Đây là lần đầu tiên kể từ 22 năm nay, một tàu chiến Đức đi qua eo biển Đài Loan Đối với Đức, đây không phải là một hành động khiêu khích mà là việc áp dụng luật pháp quốc tế. Ngày 13 tháng 9, ông Roderick, chuyên gia Đức của đảng CDU nói rằng, trong những năm gần đây, nhiều quốc gia khác thường xuyên đi qua vùng biển quốc tế này, tức là eo biển Đài Loan. Và ông nhấn mạnh, điều quan trọng là nước Đức với tư cách là một quốc gia có nền kinh tế lớn, hoàn toàn phụ thuộc vào các tuyến đường biển tự do để xuất khẩu hàng hóa, rốt cuộc cũng phải làm được điều này đi qua eo biển Đài Loan, bởi vì nếu không thì danh tiếng của Đức và sự tin tưởng của các quốc gia trong khu vực như Đài Loan, Philippines hay Nhật Bản đối với Đức sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Cách đây vài ngày, chính phủ Trung Quốc đã một lần nữa lên tiếng cảnh cáo. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mèo Ninh cho biết, Trung Quốc không chấp nhận những hành động khiêu khích và đe dọa từ các quốc gia liên quan đến việc chống lại chủ quyền và an ninh của Trung Quốc dưới chiêu bài tự do hàng hải. Và đây là hình ảnh chụp xét lịch hai tàu chiến Đức đang đi qua eo biển Đài Loan ngày 13 tháng 9. Đức điều hai tàu chiến đến Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương là nhằm thể hiện cam kết duy trì tự do hàng hải ở khu vực này. Các tuyến đường biển an toàn, đặc biệt từ Đông Nam Á đến châu Âu và Mỹ, là điều kiện tiên quyết cho nền kinh tế thịnh vượng của tất cả các quốc gia. Phó Đô đốc phụ trách lực lượng hải quân này của Đức, Excel, phát biểu tại buổi họp chiêu đãi được tổ chức trên bon tàu khi con tàu đang thăm cảng Incheon của Hàn Quốc. Được biết, Đức và Trung Quốc đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2014, đến nay đã 10 năm. Tuy nhiên, mối quan hệ này không suôn sẻ. Năm 2019, Đức lên án hành vi đàn áp người Duy Ngô Nhĩ của Trung Quốc và kêu gọi đóng cửa các trại tập trung ở Tân Cường. Cùng năm, Ngoại trưởng Đức gặp nhà hoạt động Hồng Kông Cho Su Wong khiến Bắc Kinh tức giận. Vào năm 2020, Đức phản đối luật an ninh quốc gia Hồng Kông. Năm 2023, Ngoại trưởng Đức đã gọi Tập Cận Bình là một nhà độc tài bên cạnh Putin. Tháng 4 năm 2024, Đức đã bắt giữ 3 người vì làm gián điệp cho Trung Quốc, đồng thời chặn việc bán một doanh nghiệp tu biên khí cho công ty Trung Quốc vì an ninh quốc gia. Tháng 7 năm 2024, Đức phản đối các cuộc tấn công mạng nhằm vào các cơ quan và các doanh nghiệp Đức có nguồn gốc từ Trung Quốc. Đức và Trung Quốc cũng bất đồng về vấn đề Đài Loan. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin hai tàu chiến Đức đi qua eo biển Đài Loan, bất chấp cảnh báo của Trung Quốc. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời Báo Chấm Đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Vì sao giới trẻ phải tị nạn giáo dục? Ngày 10 tháng 9, Facebooker Nguyên Tống bình luận trên trang cá nhân của mình về việc rất nhiều học sinh, sinh viên Việt Nam phải tị nạn giáo dục và không muốn quay về nước cùng với tình trạng bò đỏ tấn công em Chu Ngọc Quang Vinh ở Yên Bái. Tác giả cho rằng 4 năm du học sẽ mất chừng 200-250.000 đến 250 ngàn đô nếu về nước đi làm mà được mức lương mơ ước của sinh viên là mỗi tháng 1.000 đô la, thì sẽ phải mất 200 tháng, tức là khoảng từ 15 đến 16 năm, không ăn uống gì mới hoàn vốn được cho cha mẹ. Tác giả nhận xét, chỉ có bọn ăn cắp được tiền, hoặc sau khi học xong được sắp xếp chỗ làm việc có thể ăn cắp, đục khoét được, thì mới muốn về thôi. Hoặc là muốn ở lại nhưng vì tiếng Anh chưa đủ, không đủ ngôn ngữ để hòa nhập văn hóa và không cạnh tranh sinh việc nổi với sinh viên quốc tế thì đành phải về thôi và đây là hình tế tệ trên trang facebook nguyên tống tác giả cho rằng cha mẹ có nghèo thì vẫn yêu thương tổ quốc có tan thương thì cũng không thù ghét nhưng công việc và cuộc sống thì phải có tính toán thực tế chứ yêu nói suông thì chỉ có cạp đất mà ăn như quan chức với đại gia bất động sản mới làm được thôi bò đỏ hiểu chưa tác giả nói thêm chút nữa là có chú bò nào sinh ra và lớn lên ở những thành phố lớn hay không hay là điều từ tỉnh nhỏ mà bươn chải ra, có yêu quê hương cha mẹ không mà vẫn lao ra thành phố vậy? Phải hỏi tổ quốc hay chính xác hơn là những người lãnh đạo đất nước đã làm gì 50 năm qua để thanh niên ở nông thôn thì phải nhau ra thành phố học hành mưu sinh hoặc đi xuất khẩu lao động, chẳng ai muốn về quê cả. Thanh niên ở thành phố thì lại phải đi tị nạn giáo dục ở nước ngoài và cũng không muốn quay về. Tác giả nhấn mạnh, đừng đổ tại chiến tranh nhé. Hàng, Nhật, Singapore, Malaysia, Thái Lan và Đài Loan đều bị đô hộ và chiến tranh tàn phá nặng nề. Họ đều có điểm xuất phát như ta hoặc thậm chí còn kém hơn. Vậy mà Hàn Quốc mất 20 năm sau chiến tranh để thành cường quốc. Singapore cũng chỉ cần 20 năm để từ GDP đầu người từ 400 đến 500 đô những năm 1960 vươn lên 65.000 đô vào những năm 80. Malaysia đa sắc tộc, nhiều đạo hồi cũng chỉ cần 21 năm để đạt tới 22.000 đô la mỗi đầu người. Còn ta, sau 50 năm mà tính đủ kiểu mới được vẹn vẹn 4.000. Và đây là hình Nguyễn Thành Vinh, Á quân đường lên đỉnh Olympia, một du học sinh đi rồi không về. Tác giả nhắc nhở, dù có não bò thì chắc cũng phải biết thế giới ra sao hay ngẫm lại bản thân mình xem đang sống thế nào rồi hãy sống chứ phải tự hỏi vì sao người giàu người giỏi họ đều có tiếng nói khác mình thế chứ. Nếu không thì gọi là bò, khéo còn oan cho con bò. Tác giả đưa hình ảnh kèm theo phát ngôn của Nguyễn Thành Vinh, Á quân đường lên đỉnh Olympia nói rằng: "Về nước là lãng phí." Tác giả đề nghị, bò đỏ vào đấu tố những học sinh này, bây giờ họ đã là tiến sĩ ở nước ngoài. Tác giả cho biết, họ nhiều lắm và sẵn sàng đối đáp đấy. Những người đi du học nước ngoài đã khá rồi còn trụ lại được bằng tri thức thì đều là người thực sự giỏi cả đấy. Nghe họ nói, họ trả lời mà học hỏi cho ấm vào thân mình, vào dân tộc mình thì mới thật sự là yêu nước, yêu giống nội. Chứ đi bắt nạt trẻ con, chưa có khả năng chống đỡ, tức là em quang vinh thì không đáng làm người đâu. Đất nước này được những kẻ yêu mồm mà không não thì chỉ có ngày lụng bại mà thôi. Đa số ý kiến comment bên dưới bài viết đồng tình với quan điểm của tác giả và cho rằng những người giỏi giang định cư ở các nước phát triển là vạn nhiều bề. Bản thân họ không bị lãng phí chất xám và được hưởng thành quả tương xứng với công sức và trí tệ của họ. Những đồng tiền họ gửi về cho gia đình chính là đóng góp vật chất cho đất nước, trong khi nhiều người vẫn đóng góp trí tệ cho đất nước. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Vì sao giới trẻ phải tị nạn giáo dục? Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.